đứng mà đờn chứ mà bồ mà. Vì cái này kết nối điện thoại, mình nghe nhạc rồi mình xem. Yeah, Apple Play, Apple Play quá hay. Bởi vì cái này là điều hành đó là iOS hay em? iOS hả? Chứ không phải là của Android. Nó có cả hai anh. Lấy phần mềm thì VinFast. Sau một ngày mà Tiến Dũng sử dụng xe, các Dũng đã điều khiển rất là thành thạo cái mấy công năng ở trên xe các bạn ha. Giờ cái này thì là mình play around của nó khoảng tiếng hồ thôi. Giờ có một người chưa xếp vào? Có, nhưng mà có chưa sao? Phía sau. 46 độ, cái này 46% còn lại trên màn hình. Cái điện năng của xe nó bình. Cái bình nó còn có điện lưu luyện còn trong xe là 46% các bạn ha. Khi mà anh Tiến Dũng lấy xe về thì 80 mấy% đó, bây giờ mình chạy còn 46%. Thì giờ mấy anh em rủ nhau ra chạm chặt điện để mình review xem, tại vì từ khi mà lấy xe về mình chưa chặt lần nào các bạn. Đúng rồi. Lúc lấy còn 82% ở đèo A1. Chạy về thì đó. Với hồi trưa có thời gian để mà mình mở máy lên, mình không có chạy nhưng mà mình check á, mình học được mấy cái menu á, play around. Đúng rồi, dạ. Hiện giờ là 8:56, chút nữa mình start và mình check có bao lâu thì nửa tiếng là được bao nhiêu phần trăm. Ồ, vậy là Tiến Dũng chưa có chỉnh ở đồng hồ, trên đồng hồ mình là 9:56. Giờ cái này chưa chỉnh. Nếu mà điện thoại của mình á, là nó sẽ tự update. Cái này như vậy là chưa update đó. Thì nó connect với internet mà. Tại vì em chưa active cái account. Đúng rồi, active account thì tên tự động nó update luôn. Dạ. Mình mới tạo mới nãy thôi. Thì trên hãng họ sẽ active thì như vậy. Khi họ active rồi thì mọi thứ trên đây ở trên cloud nó rơi xuống. Nó sẽ đúng rồi, nó liên kết với điện thoại mình luôn không? Các bạn thấy trên màn hình của xe hiện giờ là 9:57 là nguyên do là Tiến Dũng chưa có nó kết nối giữa cái app VinFast và bên công ty đó. Nói chung là chưa nối kết với system của VinFast. Thì hiện tại mới tạo account, ví dụ account của mình có email rồi mình có cái mã số mình login vô thì khi đó cái quản lý đó là ở trên VinFast. Đúng rồi. Mình hôm nay mình chat. Nó connected á. Mình sẽ chat cái công ty đầu tiên là công ty Electric Fire America. Rồi ngày mai ngày mốt mình sẽ chat cái thử bên SharkPoint Dũng. Và một cái chỗ mới là non Tesla. Mình sẽ tìm cái nào gần nhà mình tải hết ba cái app xuống mình thử nghiệm luôn. Mà em nghe anh mới còn nói là kể cả Tesla mình cũng vô chặt được phải không? Đúng rồi, non Tesla, xe mình là gọi là không phải là xe Tesla mà vô cái khu xe Tesla nó có những cái trạm cho những xe non Tesla. Vậy thì cái đầu nó giống hệt nhau đúng không anh? Đây bên tay phải đây có thấy mấy xanh xanh đó, là hình như là cái chạc. Tesla đó, nếu đâu của qua mày cá nó có nhiều cái mút chạc. Ở bên trái thì Dũng thấy bên trái màu xanh lá cây thấy không?
đó. Thì em hay đi cái qua mạng này mà. Đó, quá đẹp, đúng rồi, tiện không? Đó, thường thường ví dụ như đi, nếu mà mình đi chợ khoảng bao, thường thường em đi chợ hơn nửa tiếng. Dạ. Mình vô mình đi vòng vòng. Đúng rồi, đi chợ ra nửa tiếng 45 phút là mình sạc được rồi. 45 phút thì thời gian luôn. Nó đã đủ rồi đó. Đúng rồi. Để... gần như những cái shopping center đều có những cảnh tượng này. Em thấy em biết là đi vô bệnh viện anh, yeah. Chỗ mà những bệnh viện mà cái phòng bác sĩ, yeah. Cái đường rất khách cũng có. À, thì có là của VinFast, VinFast hay là của Tesla. Mấy cái màu xanh này hả anh Michael? Đúng, đó đúng rồi, nó dê vô, mình dê đít vô. Dít vô. À, chạy thẳng vô, chạy thẳng vô đó bên cái của mình bên phải trái. Bên bên đây nè. Anh chạy, anh chạy vô luôn, chạy thẳng vô luôn. Anh dùng cái bên cái trước mặt mình á, cái đó đó. Dạ. Sẽ là anh Michael giúp giùm lần đầu tiên nha, vẫn chưa có nhìn thấy cái trạc màu xanh nào. Ok, mình đã đến trạm sạc của mặt rồi các bạn ha. Bây giờ mình xuống để rồi. Để xem nhà đi tới đây một mai. Để xem Tiến Dũng thực hiện cái trạc này ra sao. 45%, bây giờ xuống còn 45%. Đó là 46 đó anh. 46, bây giờ còn 45, 1%. Dạ, 1%. Rồi, mời các bạn ra. Cái này là non-Tesla Electric America. Nó Tesla hả? Không, không phải Tesla. Cái này là Electrify. Hãng này là hãng Electrify. Okay. Vậy là Electric Fly này là... đây là... họ làm mục đích là để họ phục vụ cho tất cả các hãng điện của anh. Mình xài Electric App ra, cái tải ra. Electric for... anh để cái app mở cái app ra. Đúng rồi. Anh để vô đây. Để vô đây. Ừ, cái đẩy gần ám vô cái là tự động nó mở. Bấm quay sao ạ? Rồi. Đây đây, chỗ này là chỗ qua mạc nè, ok. Đúng rồi. Rồi em đã tới, tới rồi không? Okay. Không cần. Cứ giờ nó tự nó tìm mà. Anh đẩy điện thoại gần đi, không cần đâu. Để cứ đẩy vậy thôi. Cứ đẩy vậy thôi. Ở anh đưa mặt này sao? Nó tự nó tìm, cái checkpoint nó tự nó tìm. Plug in to start. Ok. Plug in. Chờ coi coi có cần phải làm gì nữa không? Cái này là mình không cần đâu. Anh cầm dụng này đi, mình không okay. Có làm chứ. Dạ, thưa vị, tại vì anh Michael ảnh rành rẽ về cái này. Anh Michael hiện giờ đang sử dụng xe điện các bạn ha, của Toyota. Hồi nãy phần tiền em đã nạp vô cái thẻ đó rồi. Dạ. Trang cuối cùng anh, trang cuối cùng. Đâu cái này kế cuối. Dạ, ok. Nè anh. Ok. Đúng rồi, thì đúng là nó như vậy thôi, mình public nè, mình ra public thôi. Thử cái này thôi. Nó kêu cái gì vậy? Đó nó kêu kìa. Let to start. Let get to start. Nó kêu vô. Đây không? Bỏ vô các bạn thấy cái cấm này nó như vậy, nó cũng giống ha, nó là cái level 2. Nên nó phải level 2 ha. Đó, thì mình cắm vô thì cái đèn nó phải bật lên, đó vậy thôi. That's it. Thì nó tự lấy tiền trong đây ra. Nhưng mà hồi nãy mình scan qua là nó biết rồi đó. Nó scan vô là nó lụm cái account của mình trong đây là tự động nó tính. Thì hình như bên đây, đúng ra thì bên đây nó cũng phải hiện cái gì lên, không có hiện cái gì lên hết. Tới thui rồi. Hồi nãy nó có hiện lên anh. Có không? Mà cái logo thôi. Cái logo bây giờ cái logo thôi, còn cái mục đích là mình chặt tiền là phải nó hiện chỗ này. Còn cái này cái logo quảng cáo anh thôi. Anh chặt 50 là gì vậy? Chặt 50 là gì, cái số chặt. Cái chặt giờ 50, cái cục 50. Mà cái này là mình đang chặt bình thường hay chặt nhanh vậy? Level 2 là nó up thêm 7.7 khoảng 7 cái kilowatt, 7.2 kilowatt level 2. Anh thấy không? Level 2. Đó, đúng ra là bên checkpoint là tụi mình làm những cái động tác đó là nó phải nó tự động nó khởi động, nó chặt vô. Thì bây giờ nhưng mà thấy cái... như vậy là mà nó đang chạc đúng không ạ? Là có điện đó. Dạ, đây nè. Đây nó đang chạc nè, nó đang nó màu vàng, màu vàng, màu vàng này, nó đang. Cái này sorry. Cái này nó hay quay vòng vòng ha, cho nên mình cũng chưa quen. Mình phải dịch nó lại vậy đó. Đó, hồi nãy tôi dịch lại. Dạ. Thấy không, màu vàng nó đang chạc nè. À hả? Đó. Thì mình kiểm tra được ở trong không à, mình đi vô trong mình kiểm tra đây. Anh coi nó đang chạc không? Trời. Ai này đi này một cái. Thank you. Sao anh? Ok. Battery. Vô battery nè. Ok. Rồi battery bên đây nó đang nè. Nó có báo mình nó đang đang chạc không? Nè. Ok, nó lắc in kìa. Charging không? Nó đang hiện. Nè, nó đang hiển thị ra đang chạc á. Nó đang chạc. Nè, mình nhảy phần trăm mình nè, đang chạc. Tắt không? Máy tắt rồi không?
Dạ, máy xe tắt vào không? Không, nó đang chạc đó em, nó battery nè. Đang dạ, đang lạng, nó có thường thường charging. Dạ, charging. Nó đang sạc nè. Thì bây giờ nó đang nhảy đó các bạn. Charging with the battery target, nó lên, nó đang sạc, nó đang sạc. Nhưng mà để coi nó có phải... Oh, oh. Thằng máy bị vậy. Sorry. Đây, đây, đây. Dạ, nó đang chạc. Để mà cậu coi. Nó hiển thị cho màn hình đang hiển thị cái chạc ra đúng không? Đây. Giờ mình tắt cái đèn đó đi thị. Tắt cái đèn. À. Đó, có mình tắt cái đèn không? Tắt cái đèn. Ốp. Ừ, đúng rồi. Anh đút chìa khóa rồi chưa? Dạ, chìa khóa em trong túi. Ok, là tự động để mình ngồi nghiên cứu coi nó phải đang chạc không. Nó lên đèn á là có nghĩa là ok. Nó đang chạc á, hồi nãy mình thấy nè. Thấy là đang chạc không? Mình thấy đang chạc. Để mình vô lại cái phần bên bên. Tôi đang gì anh? Hả? Mấy con. Anh nói sao? Ở đây nè. Nó để network, network rồi xa. Nói các bạn đừng có buồn và đừng có. Đây 54 rồi. Phải kiên trì với nó nha, tại vì mình lần đầu tiên mình không biết ha. Yeah. Còn hồi nãy các bạn khi mình rút cái đầu ra không được các bạn là do đâu rồi, ứng dụng cái đó hồi nãy đó. Đó, electrify bấm vô lấy electrify nãy đi. Đó. Cái cò nó bật lên. Đây này, đây. Cái chữ đúng rồi. Yeah, you man, do biết có information to have, but no. Đúng rồi. Like, your charging. Information, personal charging experience. Có nghĩa mình phải cài cái information của cái xe vô nó mới nhận diện được cái vấn đề vậy. Cái mà ứng dụng chia sẻ các bạn lưu ý nha các bạn nha. Anh Dũng, giờ anh Dũng nó tính cái giá này không phải là cái giá của cái member, tại mình xài thẻ. Cho nên nó mình hơi mắc đó, cho nên mình lên tới 60 là anh biết cách làm rồi thì mình ngừng. Ngày mai anh dùng thẻ, anh làm lại lần nữa. Nó mai anh dùng thẻ, bây giờ nó tính mắc á. Tại vì những người khách vãng lai đó thì họ sẽ dùng cái thẻ cạc vô thì nó tính tiền coi như double mắc hơn. Nếu mà họ chưa tải app anh chưa có tải app xuống. Okay. Tải app xuống là mình đóng 4 đồng rồi. Có nghĩa là khi mà đi một cái xe điện bất kỳ nào á các bạn thì mình sẽ sử dụng thẻ các bạn ha. Còn đi xe của mình á, mình đăng ký á thì mình sử dụng app. Hả? Đúng không anh? Đúng rồi. Thẻ thì không cần phải mình là nó muốn giữ khách viên. Đúng rồi. Đó. Vậy đó. Thì nãy giờ những ba anh em của chúng tôi đã trải nghiệm được upload màu xanh nhấp nháy là đang chạy. Là màu xanh mà không nhấp nháy nữa là full đó các bạn ha. Còn các bạn. Hồi nãy là có một cái cô người Mỹ buổi sáng của mình đứng đây luôn. Hướng dẫn cho mình làm đó các bạn. Chứng tỏ là cái chạm rất đơn giản do mình không hiểu thôi. Đây. Xong 1%. Có gì 10 sen cứ khoảng cần 10 sen nãy giờ là 44 á, nãy mình chạy vô là 44%. Đó. Đây. Tôi có bước em với anh. Tí giống các bạn khán giả hỏi là khi mà mình chạm cái super chat đang đang sợ. Sẽ có cái câu trả lời cho các bạn nha. Xe đang charge, super charge. Không thì nó chỉ là màu xanh thì chạy vô từ ở trong cái cột charge nó chạy vô xe là màu xanh, có nghĩa là đang charge. Rồi, thì máy charge đang nhảy các bạn nha. Rồi mình sẽ charge tới cái đó nó không có. Rồi Tiến Dũng phải quay đầu lại ha. Anh chúc anh Michael sẽ giải thích thêm về cái phần mà mình đáp cái điện thoại mình vô á. Dạ. Cái tài khoản mình không mục đích là để cho đúng rồi. Đúng rồi. Mình phải tải cái app về điện thoại mình, anh Dũng có làm hồi nãy đó. Rồi tụi mình sẽ cài nạp vô cái ngân khoản của nhà của mình để mình lấy tiền mình nó ra thì mình được cái giá đặc biệt hơn. Chứ còn mình là khách vãng lai thì cái giá nó cao hơn. Nhưng mà khách vãng lai là mình sẽ nạp tiền bằng cái thẻ cũng sử dụng cái thẻ luôn, cũng dùng thẻ Visa luôn. Mình sẽ quẹt cái thẻ đúng không? Đúng rồi. Đó. Thì đây nó có hai cái chạm này đó là cái level 2 nhưng mà hình như nó không có quất nhiều nhưng đôi khi rồi đôi khi nó các bạn xem rồi anh Dũng ra không
Đó, anh Dũng làm luôn nè, đó anh Dũng làm luôn, tập cho làm để nó quen nè, mình nói luôn đó. Thì giờ á anh ngay đây luôn, bên đây luôn anh, cái thẻ nãy đúng không, cái thẻ nãy để thường thường á anh để ngay đây cũng được nè, member pay để ngay đây, để cái điện thoại ngay đây, tự động nó sẽ thấy, nó sẽ thấy. Okay. Nói gì à? VFA. VinFast VFA. Yeah. Okay. Is that your car? No. I saw it. Oh, okay. Gì đây? Yeah. Hỏi xe thôi. Okay. Okay. MC all rest. Nó phải vô rồi, tại sao nó? Okay, đúng rồi. Mẹ tap here to pay. Đúng rồi. Why? Okay, cái này là hơi kỳ ha. Chờ mày còn chút. Nè anh. Cái này fast track đó, level 3 đó. Hai cái pin ở dưới rồi thấy không? Level 3 đó. Đó. Cái này là why là level 2. Đúng rồi, level 2 thì đây nè, nó thì level 3 thì nó có hai thằng này, nó super, nó lẹ hơn. Okay. Super jack. Rồi. Yeah. Okay. Đó. Đó, được cái VinFast mình sẽ có thể xài được hai cổng. Màu vàng. Nó màu vàng không? Đây, ok, bây giờ mình trở lại. Rồi mình cắm vô, bây giờ mình trở lại đây mình bỏ tiền vô. Vậy là bên kia cũng vậy thao tác nè. Anh Dương cầm này coi. Bỏ tiền. Thử giờ ám. Nó kêu cào thẻ đó. Có nghĩa là tiền trao cháu mút với các bạn ha. Không, kêu cào thẻ kìa. Cái kìa. Đáng ra. Bây giờ đây còn nhiêu? Đây nào. Không, nó để zero nãy anh bỏ vô 20 rồi, giờ zero là nó xe à. Nó sai cái gì rồi? Nó còn nằm ở bên cái còn nằm ở đây. Dạ, nó chưa chuyển qua rồi. Đó sai đó kha. Đây nên nói chung là hồi nãy mình bỏ vô 20 khi trước khi mình đi. Rồi mình trong cái account mình thấy là mình có 20 trong đó nhưng mà cái thẻ thì nó lại không có 20. Reader is requesting payment. Bây giờ mình bỏ thẻ khác vô nó chạy liền, nhưng mà tại thằng này bỏ thẻ Visa card của anh vô thử nó chạy liền. Rồi. Okay. Mình không sao, bây giờ mình lấy cái thẻ của mình nha. Ok. Quẹt thẻ cho lẹ. Quẹt lên. Nên mình giảm cái tên. Ồ, của mình là... Quẹt lên. Chip. Mình thẻ chip nè. Thẻ đút vô không? Thẻ chip. Đó, lấy cái đọc phải không? Lấy tiền lẻ không? Đưa thẻ vô. Rồi. Là dùng thẻ tiền. Đó, bây giờ điện bắt đầu đi đúng không? Dùng thẻ thì cái giá nó mắc hơn chút. Mình phải là member thì nó rẻ hơn chút. Rồi. Rẻ hơn coi như là 1kW khoảng chừng bao nhiêu sen á, 6 sen, 8 sen là cái này thấy đó. Thì mình sẽ trải nghiệm tại sao nó chưa đổ ở đây. Còn bây giờ là nó đang sạc nè, chắc chắn là phải đang sạc rồi. Có nghĩa là cách thanh toán thôi các bạn. Bây giờ mình coi trong nó. Mình vô đây mình coi nó có đang sạc hay không. Tracking file. Fully detect the tracking connector and reconnect. Nó gắn lại chưa gắn đúng. Chưa gắn đúng. Đúng rồi. Coi cái dây bên đây hay dây bên kia. Nó chỉ mũi tên bên đây phải không? Có thể là bên dùng dây nào, dây bên nào. Nó chỉ mũi tên bên đây thì cái dây bên đó đúng rồi đó. Đúng không? Xong đúng chưa em? Nè, nó chỉ bây giờ màu đỏ nha Dũng ơi. Dạ. Bây giờ nó ra màu đỏ nè. Đây nè. Nó ra màu đỏ. Ok. Lần đầu tiên cái này là bên đây. Cái dây cổng này là cũng đỏ luôn. Michael cũng đang tìm hiểu các bạn. Tất cả đều mới mẻ các bạn ha. Mới mẻ ngay từ lần đầu nha các bạn. Cái Dũng. Em không có cái gì. Ok, bây giờ là mình đổi qua một cái chạm sạc khác của cũng Electrify luôn. Electrify America các bạn ha. Thì anh TD sẽ vào để mà đậu vào. Đúng rồi, cái màn hình nó phải có màn hình nó phải bật lên như vậy đó các bạn. Nếu mà màn hình mà không bật lên như vậy coi như là mình có vấn đề. Đúng rồi. Rồi. Cái này là chắc chắn được đó. Yeah.
hồi nãy là cái chạm hồi nãy nó bị vấn đề, có bị hư, nó bị hư á. Ok. Ok, dùng cái app mình Dũng lại đi, vô cái app thử coi. Plug in. Là mình dùng cái bên đây ha, bên đây ha. Number 2 nè. Bên đây ha. Bên đây với 150 nè. Ok, lấy cái 150 đi, đúng rồi. Ok, it's better. Đúng rồi. Ok, bây giờ để điện thoại gần đây vậy hả? Ready nè. Ok. Member, đúng rồi. Nhưng mà trong này nó như vậy how to vô dùng cái này đó, tự động nó lấy tiền qua. Nó đã liên kết với anh rồi. Mình đọc ở đây hay đọc bên đây à? Đọc ở đây. Đó, bên đây là thấy. Bên đây. Vậy cái thẻ này đã có mình chưa, nó chưa qua tiền ha. Lý do sao nó chưa để tiền qua. Rồi nó kêu lấy thằng khác coi. Okay. Đó, please remove card. Có nghĩa là xài app thì app bên đây, còn nếu xài quẹt thẻ thì xài quẹt thẻ đi. Cái app đó mình về mình xử lý sau. Tại vì nó thành zero đồng mà. Đúng rồi, nó chưa có lấy được tiền. Dạ. Yeah. Mình khó. Đúng rồi, lấy ra. Nó sẽ nói mình ở đây. Plug in, giờ anh lấy ra rồi plug in, đúng rồi, làm theo nó. Nó kêu lấy ra. Phải ly màu xanh không? Chúc mừng. Ok, nó check in kìa, số 2 ready kìa. Đúng rồi, đó. Đúng rồi, connecting vô, đang connect cái liên kết vô. Nó đang connect vô xe. Nó đang cho thông số gì vậy anh Michael? À, số này là số 48 cent cho 1 kW. Nó đang tính tiền mình không anh? À thì nó cho mình biết cái số tiền nó sẽ rồi, tính á. Nó chạc mình là 48 cent cho 1 kW. 1 kW điện cho đúng rồi, 48 cent. Rồi. Ok. Work chưa Tiến Dũng? Cho Dũng thi xong rồi. Ok. Rồi mình vô mình coi ha. Ok. Charging station này, nó đang liên kết đó, thì nó đang nó ok, so far ok đó. So far ok, nhưng mà nó sẽ hiện vô. Còn kia nó kêu cà thẻ gì nữa vậy, cà thẻ. Thì ở trong đây á là nó đang liên kết mà biết nó chạc chưa nha. Sao anh Dũng? Member mình xài gas rồi, đúng rồi, cái này đúng rồi. Member so... authorized rồi kìa. Để làm bấm sai các bạn ha. Yeah. Máy bấm sai chứ không phải do trục trặc từ máy nha các bạn. Đó, nhưng mà cái cây bên đây như này anh. Payment authorized nè, giờ nó cho nè, rồi từ 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 nó đang liên kết, nó đang connect liên kết đó, nó connect tường. Connect to one. Ờ hả. Tức là one luôn rồi. Authorized, tự động nó nhảy qua thôi. Ây da, ok. Cái gì cũng phải lúc đầu nó cũng phải có cái sự ok payment đó. Thì giờ vô trong mình coi. Rồi đúng là hôm nay tính nhưng mà không bằng trời tính đâu. Nhưng mà mình luôn là phải có backup, không phải backup là vậy anh Dũng. Mình vậy đó, mình phải những cái khó khăn vậy đó mình mới mày biết. Mình mới được có nhiều kinh nghiệm. Đúng rồi, mình phải chứ. Cho như là mình sẽ trải nghiệm cái chạm charge point. Bây giờ thì là ngày hôm nay mình đi chạy đó, ngày mai mốt mình sẽ trải nghiệm cái gì. Ví dụ như 1 bà sen nó chạy được tương đương bao nhiêu, ví dụ như 10 mai nó mất bao nhiêu bà sen đó, em sẽ thử mấy cái đó nữa. Đúng rồi. Nãy mình đi á là 40 mấy anh, 45 đúng không? 46, bây giờ còn 44, nãy giờ chạy xuống còn 44 nữa không? Rồi mình khao cái mai là của nó chạy nữa thì mình sẽ tính được. Đúng rồi, từ Walmart chạy qua đây 2.1 mai. Dạ. Là khoảng chừng nào? Hồi nãy từ nhà em chạy tới Walmart là mai đó. Ờ. Là 2.1 mai. Anh Dũng và anh Michael đang bàn cái chuyện mà cái trạm sạc á, nó cách nhau bằng xa các bạn ha. Để cho mọi người sau này mọi người có
tôi có được những cái lựa chọn. À, Danger, next one, anh chạy xuống tới đúng rồi, qua Warner luôn. Và mình sẽ, tụi mình Warner sẽ, cũng được, Warner cũng được. Tụi mình sẽ cho các bạn những cái chạm, tụi mình sẽ review cho các bạn chạm sạc nào mà tốt nhất các bạn ha. Tại vì có nhiều chạm sạc, như cái chạm sạc hồi nãy một cái chạm sạc, một cây sạc nó đã bị hư đó các bạn. Thì mình không, mình chưa có kinh nghiệm, chưa thấy thì cái đèn của màn hình nó không có sáng lên á, thì chứng tỏ cây sạc đó là chưa hoạt động. Đó, không hoạt động. Các bạn sẽ được cái được luôn cái xác định luôn được cái chạm sạc nào tốt đó các bạn ha. Hôm nay mình sẽ đi review mấy chạm sạc để coi chạm sạc nào work nhất. Mình sẽ báo các bạn biết cái địa chỉ của chạm sạc đó. Để sau này các bạn mà có chạc thì các bạn tới cái chạm sạc đó để các bạn chạc. Trong cái khu khách sạn này như nó nói có một cái rồi nè, cái chỗ chạc nè, anh chạy theo nhà anh Dũng nữa sắp tới nè. Yeah. Qua Warner cái là bên tay phải có khách sạn á, hình như nó có chỗ chạc nha. Trong khách sạn nó có. Mà mình sợ là trong khách sạn nó sẽ đông á. Ờ rồi mình coi, hy vọng nó không có, là phải chạy quanh chạy thẳng thôi, xuống dưới Costco. Mình liếc sơ rồi coi không? Coi cái thằng này chỉ đúng không? Anh chạy thẳng luôn không? Yeah. Qua Superdrome bên tay phải là có một cái. Cái đó là trong phần app nó báo cho mình biết phải không Michael? Đúng rồi, dạ. Khi mà mình tải phần app này về các bạn, tất cả chạm sạc nó sẽ hiện lên trên cái Google Maps đó các bạn ha. Sẽ xác định được cái chạm sạc. Nó cũng hay chứ, theo cái app này cũng hay các bạn. Mình sẽ lựa chọn khi mà cái xe mình nó còn chạy được bao nhiêu cây số các bạn ha. Mình sẽ lựa chọn cái chạm gần nhất. Ok, rồi tới chạm sạc mình sẽ review tiếp cho các bạn nha. Ok, mình đang trên đường tới chạm sạc. Ok, rồi. Em nói kết anh thấy cam lại vô đó. À, cái đó là Costco hả? Ok. Đúng rồi, em thử em phải mở cái case ra thì nó mới chạy được. Ừ. Để case nó mới chạy được. Đúng rồi. Nó là USB ha, cắm thẳng vô luôn. À không, anh đó là wireless sạc của anh. À để wireless luôn, à cái điện thoại vậy là ok đúng rồi, yeah, yeah good. Nè, nói trong khu này có một cái sạc đó nhưng mà chắc có xe hết trơn rồi. In a quarter mile, turn right onto West MacArthur Boulevard. Đi Costco luôn, đúng rồi. Cái điểm phổ biến á. Đúng rồi. Trong Tesla, trong ngoài đó cũng sạc nhiều lắm. Anh đang quay thôi. Đó, thì giờ xong rồi nó connect vô rồi, connect vô rồi đó không? Đó, mình thâu luôn. Xong rồi mình tải này, cái này gớt này, phải quất này, nó mới đúng nè. Nãy giờ anh em mình đó. Đó. Rồi, nó đang đọc được cái đồ chạc. Vehicle timeout, why? Vehicle timeout. No longer communicate with the charger. Two-star jacket system unplugged and reconnect. Unplugged nữa. Why? Vehicle timeout. To start your new charging station, unplugged and reconnect. Rồi, unplugged à? Kiểu lúc ra. Rồi, kiểu bấm vô lại. Chắc có thể là mình... nó kêu mình sắc, đừng có phá đó. Có nghĩa là phải có cái xe ở đây. Có nhiều người tới bấm vậy mà không có xe ở đây á. Nó nhận diện cái xe trước. Ready. Rồi, ready. Plug into start nè, đây plug into start nè. Yeah, rồi, cắm vô lại các bạn nha. Rồi, bắt đầu. Yeah. Connect to vehicle. Tại sao mà nó... Tại sao mà nó làm khó quá nhờ. Rồi, cái tiền này cũng bằng hồi nãy các bạn ha. Là cũng 40 cent cho 1 kWh. 48 cent không? Mình là guest. Mình là member, hồi nãy anh Dũng là member.
À, Dũng, Dũng ơi, cái điện thoại đâu? Rồi, áp vô đi. Em áp cái lưng vô em, phải áp cái lưng vô. Dũng lưng nào? Đâu, tự nhiên nó ra đây lại khác gì? Ừ, nó phải đúng của nó mới đọc được. Ờ, áp cái lưng vô rồi, thấy không? Đúng rồi, đã áp lưng vô. Không phải đẩy này lên mới thấy. À. Rồi bóp cái này. Ờ, bóp này hai lần nó mới nó nhận này. Ờ, với câu thang này. Rồi bóp nó hai lần. Tại sao nó không communicate? Thì đạt được 80% rồi thì nó 20% rồi thì nó hai cô gái người Mỹ nhỏ nhắn. Đã các cái tuy rằng đã có khó khăn, mất nhiều thời gian nhưng mà cuối cùng cũng được. Cảm ơn các bạn đã đến với Michael Huỳnh Official 2022 channel một lần nữa. Xin các bạn bấm like, share và subscribe để Michael có thêm động lực làm những cái video khác tương tự như vậy hoặc hay hơn. Xin comment phía dưới nếu các bạn muốn xem bất cứ một cái đề tài nào, cuộc sống Mỹ đời thường, Mỹ Việt đời thường, Michael sẽ ráng review và làm theo số nhiều.